Một khán giả ở tại Phú Thọ với số điện thoại là 0348 và 3 số cuối là 182. Khán giả Hoa Lan có hỏi như sau. Khi trâu mà ăn phải thuốc trừ cỏ thì cần phải khắc phục như thế nào? Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời khán giả cùng lắng nghe phần tư vấn của chuyên gia Lê Văn Năm cho câu hỏi của mình. Xin mời chuyên gia. Thứ nhất là chúng ta biết là chắc chắn là cỏ bị thuốc sâu ấy, trâu sẽ bị ngộ độc. Và việc đầu tiên là chúng ta phải ngừng cho ăn, đương nhiên là phải ngừng cho ăn ngay rồi, đúng không ạ? Đồng thời ngừng cho ăn nhưng chỗ uống nhiều nước. Và thứ hai là khẩn trương rửa dạ dày. Thì cách rửa dạ dày thì có lẽ là phải mời bác sĩ thú y đến người ta làm cho, chứ còn bản thân chủ gia đình không làm được. Thế thì dần dùng là gì? Một cái ống sonda cao su đó, nó to bằng ngón tay cái này, nó vừa đủ cứng để chúng ta đưa qua đường miệng vào tận dạ cỏ, nhưng mà lại vừa đủ mềm để mà khi chúng ta đưa qua ấy, là nó không bị xây sát cái đường thực quản. Thì cố gắng là chúng ta cứ dùng cái dắp dít, để dùng cái thiết bị chúng ta đưa vào, và khi đút cái ống vào ấy thì đút từ từ theo cái nuốt của con bò, theo cái nhịp nuốt ấy. Thì mỗi một lần nhịp nuốt ta đưa vào ít được ít. Thì sau khi chúng ta đưa vào tận dạ cỏ rồi thì chúng ta đưa cái đầu con bò ngắc lên và chúng ta đổ khoảng 20 lít nước vào trong cái ống đó để nó chảy vào tận dạ dày. Và sau khi chúng ta đổ đầy xong khoảng 20 lít nước thì chúng ta bịt một ngón tay, chúng ta bịt cái ống vào, chúng ta sụp, giống như ngày xưa chúng ta làm cái động tác hút xăng, dùng ống cao su hút xăng từ phi xăng phi dầu ra. Thế sau khi mà chúng ta thấy là nước đã vào được cái ống đường ống ấy rồi thì chúng ta vật cái ống nó xuống đất mà dốc đầu con bò xuống nhanh, thì nước, tất cả cái nước và thức ăn cùng thức ăn trong dạ dày nó sẽ chảy ra. Thì cố gắng là làm được một lần hai lần như vậy thì rửa dạ dày, ta gọi là động tác rửa dạ dày. Thế và thứ hai là chúng ta phải tiêm giải độc. Cái tiêm giải độc là gì? Là chúng ta dùng maze canxifor tiêm chậm ven 1 ml cho 1 cân thể trọng. Chú ý là tiêm ven nhưng mà tiêm chậm. Chúng ta tại sao không dùng thuốc nôn để mà gây nôn cho bò? Thì chúng ta biết là bò là ít nôn, châu bò đặc biệt là động vật nhai lại nó ít nôn lắm, cho nên là chúng ta có dùng thuốc gây nôn thì cũng rất là hạn chế. Cho nên tốt nhất là chúng ta tiêm giải độc bằng maze canxifor và tiêm bắp vitamin C liều cao. Liều cao đây là gì? Là chúng ta biết là vitamin C thường là 5% và 1 cc thường dùng trong 15-20 cân thể trọng. Thì chúng ta bây giờ chúng ta tiêm được 1 cc trong 10 cân thôi. Đấy, ta gọi là liều cao. Và cái cuối cùng đó là chúng ta phải cho con trâu này ăn cái thuốc gọi là giải độc gan thận ếch ta. Giải độc gan thận ếch ta thì cỡ khoảng độ 20 gram cho một tạ trâu, ăn một lần vào ngày, có ăn hai là 2-3 lần. Đấy. Thì làm tất cả những động tác như thế thì sẽ cứu vãn được tình thế. Dạ vâng, hiệu quả của cái việc giải độc cho vật nuôi khi vô tình bị ngộ độc thức ăn thì tôi nghĩ rằng là cái việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chạy đua với thời gian thì sẽ mang lại những cái hiệu quả cao nhất. Và chúng tôi hy vọng rằng là ngay sau khi theo dõi được phần tư vấn của chuyên gia Lê Văn Năm cho câu hỏi của mình thì khán giả sẽ khẩn trương thực hiện để cứu được con trâu của gia đình mình. Chúc cho khán giả chăn nuôi thành công. Xin được cảm ơn sự tư vấn vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Năm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của khán giả Trần Hùng Dũng với số điện thoại 0972 và 3 số cuối là 873 ở tại Tân Kỳ, Nghệ An với nội dung như sau. Sau đợt mưa trên lá bưởi thì bưởi diễn và bưởi phúc trúc. Sau đợt mưa thì trên lá bưởi diễn và bưởi phúc trạch có biểu hiện là bị bạc trắng, còn lá thì hơi cong lại, bị từ ngọn trở xuống và hiện tượng này thì đã bị khoảng trên 20 đến 30 cây. Xin hỏi nguyên nhân vì sao và cách khắc phục như thế nào? Xin được mời sự tư vấn của chuyên gia Tống Khiêm ạ. Vâng, thực ra đây nó là côn trùng chích hút hoặc là nhện đỏ. Thế bây giờ muốn biết được nhện đỏ hay là côn trùng chích hút thì bác phải dùng cái kính gọi là kính lúp. Chứ mắt thường mình không thấy, kể cả trẻ nhìn rất khó. Thế qua cái kính lúp thì bác sẽ thấy là nếu là nhện đỏ thì nó sẽ là có màu đỏ. Đấy. Thế và nó chuyển động được rất là chậm. Thế còn đối với những cái côn trùng chích hút thì
nó rất là nhiều màu, có thể là màu đen, màu đỏ, rồi màu vàng, màu vân vân. Đấy, thì chính là những cái con bọ trĩ, rồi là bọ phấn, rồi vân vân. Thế thì cái nếu mà trong cái trường hợp đấy thì bác nên sử dụng là cái một trong ba cái hoạt chất sau đây. Đấy, để bác là phun hoặc là thiamethoxam, hoặc là buprofezin, hoặc là apamectin, thì một trong ba cái này bác phun. Nếu mà trong trường hợp mà nó nặng, nó nhiều quá thì nhiều bác nên phun hai lần cách nhau độ 5-6 ngày, và nếu có điều kiện thì luân phiên thay đổi thuốc thì rất tốt, bởi vì đây là chính là cái nguyên nhân để làm cho cái hiện tượng như bác mô tả lá nó bạc đi. Đấy, thì rồi sau này nó quăn mà nó vàng, nó sẽ quăn mà vàng đấy, chứ không chỉ có bạc không. Thêm một cái nữa là chúng tôi cũng lưu ý trong cái trường hợp mà nếu mà thấy cái lá của nó lá, kể cả lá non này rồi lá bách tẻ, mà nó bạc màu đi, nó ngả về cái phía hơi trắng bạc một chút, thì cũng có biểu hiện nữa, tức là thiếu sắt hay gọi là thiếu vi lượng. Thế bác sau khi bác trị cái gọi là côn trùng chích hút xong đấy, thì khoảng độ 5-3 ngày thì bác nên là phun cái phân bón lá mà có chứa nhiều sắt, thì như vậy là hiện tượng này nó sẽ khỏi. Thưa, để phòng thì bác nhớ cho là khi mà mưa thì thường là sau cơn mưa là nó xuất hiện rất là nhiều. Thế thì trên cơ sở là chắc là xung quanh đấy là mình rất là gọi là không vệ sinh, rất nhiều bụi cây hoặc là những cái tàn dư thực vật của vụ trước, đấy chính là nơi nó gọi là sinh sôi nảy nở trú ngụ, thì nó mới mưa cái xong ra là phát triển ngay, phá cây của nhà mình ngay. Thế nếu mà không có những cái hiện tượng nó vệ sinh sạch sẽ thì hiện tượng là gọi là bị côn trùng chích hút, cũng như là bị nhện này, rồi là sâu hoặc là bệnh, nó sẽ hạn chế rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Tống Khiêm. Quý vị và bà con thân mến, từ Đắk Lắk thì khán giả Lê Đức Bảo với số điện thoại là 0913 và 3 số cuối là 343 có hỏi như sau. Bò cái của gia đình tôi đã đẻ được 3 lứa, mỗi khi động dục thì bò thường ra chất nhầy màu trắng đục, sau thì lẫn màu vàng máu cá. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Xin được mời sự tư vấn của chuyên gia Lê Văn Nam ạ. Vâng, thực ra thì đây là một trong những cái biểu hiện rất điển hình của viêm tử cung sinh mủ. Mà nếu chúng ta không điều trị kịp thời và dứt điểm thì dẫn đến vô sinh và hỏng mất cái bào cái. Cách điều trị như sau: một là chúng ta dùng cái tê metrion thụt rửa, thì chúng ta dùng vòi dẫn tinh đưa vào tận dạ con và bơm vào dạ con 2 lọ, tức là 1 lít, mỗi lọ tê metrion tôi biết là nó khoảng 500 cc, thì chúng ta bơm vào đó 1 lít. Mỗi ngày thì chúng ta bơm 1 lần thôi, và chúng ta chỉ bơm 2 đến 3 ngày. Thế và thứ hai là chúng ta phải dùng kháng sinh và kháng viêm để điều trị cái viêm tử cung này. Kháng sinh đặc hiệu đó chính là Lincogen LA, và kháng viêm chính là để sơ thái. Mỗi loại 1 ml, chúng ta trộn lẫn lại tiêm cho 20 kg bò 1 lần, và ngày dứt khoát phải tiêm 2 lần, và tiêm đủ 4 ngày. Tôi tin rằng chỉ cần tiêm 1-2 ngày là thấy đỡ rồi, khỏi rồi. Nhưng mà chúng ta khỏi là khỏi về mắt thường, chúng ta trông thấy nó khỏi nhưng thực ra nó chưa khỏi, mà chúng ta phải tiêm đủ 4 ngày thì mới dứt điểm được. Thế cho nên là anh chị phải làm đúng 2 việc: một là thụt rửa tử cung, thụt rửa tử cung, hai là tiêm cái toa thuốc kháng sinh và kháng viêm như tôi vừa nêu, đủ 4 ngày thì nó sẽ khỏi dứt điểm. Và khi dứt điểm rồi thì con bò này vẫn sử dụng bình thường, vẫn có thể sinh sản tốt và sẽ không có trường hợp mà dẫn đến vô sinh. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn kỹ lưỡng vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Nam ạ.